Nắng nóng kéo dài trên diện rộng đã khiến mực nước hồ thủy điện Bản Vẽ Nghệ An xuống thấp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và cấp nước, phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2023. Nhà máy thủy điện Bản Vẽ là thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung với dung tích hồ chứa 1,83 tỷ mét khối. Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, nhà máy còn có nhiệm vụ cấp nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt đối với vùng hạ du tỉnh Nghệ An. Hiện nay cái mực nước của hồ chứa Bản Vẽ chỉ còn khoảng 250 triệu mét khối cho đến cái cuối mùa cạn. Cái lượng nước này thì để mà cung cấp cho mùa cạn, cho hết mùa cạn thì nó là cái nhiệm vụ rất là khó khăn để phục vụ cho cả cái nhu cầu cấp điện và cấp nước. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, thời gian tới với thời tiết cực đoan, không có mưa, mực nước sông Lam có xu hướng giảm. Trong khi mực nước hồ chứa xuống thấp, lưu lượng cuối năm tiếp tục có xu hướng giảm thấp. Trong cái thời điểm hiện nay là phải dùng nước hết sức tiết kiệm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đối với các cái phục vụ sản xuất nông nghiệp thì phải tiến hành là nạo vét khơi thông dòng chảy và để tránh cái tổn thất nước. Thứ ba thì phải lắp đặt và xây dựng các cái phương án phòng chống hạn chi tiết cụ thể cho từng vùng, từng khu vực. Không chỉ có hồ thủy điện Bản Vẽ mà một số hồ thủy điện thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 đã về mực nước thấp như Đại Ninh, Sông Chanh 2, Hàm Thuận. Tình trạng này có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô năm 2023.